Bốn yếu tố báo hiệu giá đất sẽ tăng mạnh trong thời gian sắp tới từ luật đất đai sửa đổi 2024. Vâng thưa bạn, mới đây một số chuyên gia cho biết rằng sau luật đất đai sửa đổi thì chắc chắn là giá bất động sản sẽ tăng trong thời gian tới. Thì có bốn yếu tố sẽ khẳng định điều này. Cái yếu tố thứ nhất đó chính là việc là theo các cái lần trước đây, quy luật cứ mỗi lần đất đai sửa đổi, luật đất đai sửa đổi ra mắt thì giá đất sẽ tăng. Đấy là cái điều đầu tiên. Yếu tố thứ hai là theo luật đất đai sửa đổi 2024 quy định rằng là các dự án, các chủ đầu tư chỉ được thu 5% giá trị tài sản khi trước khi mà phần móng được xây xong. Nghĩa là trước khi cái phần móng của công trình chung cư hay các cái công trình nhà ở hình thành trong tương lai được hoàn thành thì chủ đầu tư chỉ được phép thu 5% giá trị tài sản thôi. Trong khi chúng ta biết là một cái móng của một cái sản phẩm bất động sản được xây thì giá đâu đó khoảng từ 20 đến 30% giá bất động sản thôi. Trong khi đó chủ đầu tư họ chỉ thu 5% thôi. Nghĩa là đâu đó số tiền còn lại thì họ phải đi huy động, đúng không ạ? Và khi đi huy động thì chắc chắn là các nguồn lực từ ngân hàng, từ trái phiếu vân vân thì nó đều tốn chi phí. Và tất cả những chi phí này nó đều dồn vào giá bất động sản sau này. Và cho nên là chắc chắn là giá bất động sản nó sẽ tăng lên là điều tất yếu. Và đến yếu tố thứ ba khẳng định điều giá bất động sản sẽ tăng lên đó liên quan đến luật đất đai sửa đổi về giá về đất nông nghiệp. Chính sách mới, các chính sách trước đây là đất nông nghiệp chỉ được phân bổ cho những người nông dân sản xuất nông nghiệp tại địa phương đó thôi. Nhưng một cái hiện tượng vô cùng là không tốt xảy ra, đó là khi mà với cái diện tích ruộng nhỏ như vậy thì bà con nông dân sản xuất nó không đủ vốn và dẫn đến việc là nhiều người họ bỏ hoang ruộng và cái việc sử dụng đất nông nghiệp nó không được hiệu quả. Vậy cho nên là với chính sách mới là những người không trực tiếp sản xuất tại địa phương có phép được quyền nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp ở tại địa phương đó. Và phần tiếp theo nữa là cái diện tích đất nông nghiệp đó có thể được chuyển đổi sang sản xuất đất các loại cây dược liệu, sang chuyển đổi mục tiêu sang thương mại, nghĩa là có thể xây các nhà máy chế biến nông sản. Thì chúng ta thấy là các doanh nghiệp đại điền sẽ được vô cùng phát triển trong tương lai, nghĩa là những người họ sẽ thu thập một cái diện tích đất nông nghiệp rất là lớn vào để họ có thể triển khai các mô hình máy móc công nghiệp về để áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, thì hiệu quả kinh tế sẽ rất là cao và hiệu suất sẽ rất là lớn. Cùng với đó là một bài báo rất là mới đây, mình Sơn cũng đã làm video rồi, thì sẽ có một nhà máy chế biến nông sản khoảng 600 tỷ đồng sẽ được xây dựng tại Thái Bình. Thì với nhà máy này thì sẽ biến Thái Bình thành một trung tâm nông nghiệp tại đồng bằng sông Hồng ở Việt Nam. Vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Thì đây chính là điều tiếp theo, là giá đất nông nghiệp trong tương lai chắc chắn nó sẽ tăng lên. Đó. Và đến điều thứ tư đó chính là theo luật đất đai sửa đổi năm 2024 ấy, thì các cái mảnh đất chưa có sổ đỏ mà không vi phạm pháp luật gì luật đất đai thì sẽ được tiến hành tạo điều kiện thuận lợi cho làm sổ đỏ. Và chúng ta thấy là trước đây khi các cái sản phẩm bất động sản chưa có sổ đỏ thì đó là một nguồn bất động sản giá rất là tốt. Nhưng mà khi sau này cái bất động sản này được có sổ đỏ rồi, làm sổ đỏ rồi thì tất nhiên là không sổ và có sổ giá khác nhau hoàn toàn, đúng không ạ? Vậy cho nên là các mảnh đất này trong tương lai giá nó cũng tăng lên. Đấy, thì trên đây chính là bốn yếu tố nó củng cố cái nhận định là tại sao trong tương lai giá bất động sản không chỉ tại Thái Bình nói riêng mà toàn quốc nói chung nó sẽ tăng lên. Cho nên là cũng đây là một số phân tích, thì cũng hy vọng là anh em đã nhận được một số cái góc nhìn nào đó để khẳng định xem là, để nhận định xem là đất sẽ tăng hay đất sẽ giảm, và chúng ta sẽ đưa ra được các quyết định về bán đất, ra hàng, đầu tư vân vân một cách phù hợp để giúp mình có lợi nhuận cao nhất nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video, và nếu có bất cứ comment nào, bất cứ góp ý nào thì các bạn có thể comment xuống dưới và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận nhé. Cảm ơn anh em theo dõi video, và nếu mà anh em thấy video có ý nghĩa thì đừng ngại cho mình xin một like, một đăng ký kênh để chúng ta có thể giao lưu ạ. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo cùng Trần Xuân Sơn. Xin chào.